Thưa quý vị, tính đến nay thì đã hơn một tuần kể từ khi trận mưa lũ hung dữ càn quét các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc, trong đó có tỉnh Lai Châu chịu thiệt hại nặng nề nhất. Lũ đã qua, người dân đã bắt tay vào việc tiếp tục sản xuất để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, tại nhiều vùng, cuộc sống của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn bởi những hậu quả nặng nề mà lũ để lại. Tại hai bản là Sa Ngà và Nà Phát thuộc xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, người dân ở đây đang ngày ngày phải đối diện với nguy hiểm liều mình vượt suối bởi cây cầu tạm thì đã bị lũ cuốn trôi. Bản Sa Ngà và Nà Phát vốn là những bản thuộc vùng sâu, vùng xa nhất của xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Từ khoảng một tuần nay, nơi đây lại càng trở nên cách biệt với các vùng khác bởi cây cầu tạm bắc qua suối Nậm Dê đã bị mưa lũ cuốn trôi. Không còn cầu tạm, việc đi lại của hơn 200 hộ dân ở đây giờ chỉ còn cách duy nhất là bơi qua dòng suối. Trong khi đó, dòng Nậm Dê hàng ngày vẫn cuồn cuộn chảy, nước vẫn dâng cao và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Hôm qua hôm kia nước lũ to là trôi đi hết cầu nè, không có đường đi lại về, đi qua suối thì phải bơi đi thôi. Mong muốn nhà nước là cấp trên là làm cầu cho cầu treo cho chúng tôi là đi tạm. Tại khu vực suối Nậm Dê, trước đây người ta đã tính toán đến việc xây dựng một cây cầu bê tông kiên cố nối tuyến đường liên bản Sa Ngà và Nà Phát đến trục đường chính trung tâm của huyện Than Uyên. Dự kiến đến cuối năm nay mới hoàn thiện. Trong khi những kế hoạch còn đang dang dở, cây cầu tạm được xây dựng và đi vào sử dụng vào tháng 7 năm ngoái, giúp việc qua suối của người dân nơi đây bớt phần cực nhọc. Chưa đầy một năm đi vào sử dụng, cây cầu tạm đã bị dòng lũ cuốn trôi. Ôi, thời gian này thì từ cách đây một tuần rồi, mưa rất to, trôi hết cầu rồi. Bây giờ dân bản thì coi như là chỉ muối này mắm muối cũng chả có mà ăn. Bây giờ làm sao nhà nước là quan tâm đến các bản chúng tôi là giúp đỡ chúng tôi làm cầu treo đi tạm thời gian này. Bây giờ thì chỉ người đi qua được thôi, còn xe cộ các thứ là không đi được. Sau mưa lũ, ai ai cũng mong sớm được bắt tay vào sản xuất để vượt qua những khó khăn mà mưa lũ đã để lại. Người lớn phải tiếp tục làm việc, mưu sinh. Trẻ nhỏ sau kỳ nghỉ hè sẽ tiếp tục đến trường. Những khổ cực sẽ chỉ vơi bớt khi mơ ước của người dân nơi đây về một cây cầu nối liền hai bờ suối Nậm Dê trở thành hiện thực.